Với 290 phiếu bầu, tỷ phú Donald Trump đã ghi tên mình trở thành tổng thống thứ 45 của nước Mỹ, trước sự bất ngờ của nhiều người dân nước này cũng như là trên toàn thế giới. Tuy nhiên, về mặt lý thuyết thì ông Trump vẫn có khả năng không thể trở thành tổng thống Mỹ. Và ngược lại, con đường đến với Nhà Trắng của bà Clinton vẫn chưa phải là đã bị bịt lối hoàn toàn. Tại sao lại như vậy? Chúng ta sẽ cùng tìm ngay câu trả lời ngay sau đây. Theo quy định bầu cử thì cử tri Mỹ không trực tiếp bầu tổng thống mà họ dùng phiếu phổ thông để chọn các đại cử tri trong bang. Đây là những người đại diện cho họ để bầu ra tổng thống của đất nước. Và muốn trở thành tổng thống, ứng cử viên phải giành được tối thiểu 270 phiếu bầu của đại cử tri trong tổng số 538 phiếu. Sau cuộc bỏ phiếu phổ thông ngày 8 tháng 11, các đại cử tri sẽ được tập trung vào ngày 17 tháng 12 tại bang để bỏ phiếu bầu tổng thống và phó tổng thống. Cuộc bỏ phiếu này chủ yếu mang tính hình thức. Đến ngày 3 tháng 1 năm tiếp theo, Quốc hội Mỹ sẽ họp để kiểm phiếu. Tuy nhiên, không có quy định trong hiến pháp hay luật liên bang Mỹ bắt buộc các đại cử tri phải bầu theo kết quả bỏ phiếu phổ thông của bang mình đại diện. Khi đó, nếu như các đại cử tri phản bội ông Trump trong ngày 17 tháng 12, thì rất có thể tỷ phú này sẽ không có khả năng trở thành tổng thống của Mỹ. Tuy nhiên, đó chỉ là theo lý thuyết bỏ phiếu theo kiểu đại cử tri, vì trên thực tế thì hiếm khi có đại cử tri nào đi ngược lại kết quả bỏ phiếu phổ thông. Theo Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Mỹ, trong lịch sử của xứ cờ hoa, hơn 99% đại cử tri bỏ phiếu đúng như những gì họ cam kết.